thị trường chứng khoán chao đảo, giá vàng biến động khó lường và sự bấp bênh của mua bán đất nền khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi, đâu là kênh đầu tư an toàn? Nhóm đầu tư này thì cũng là nhóm mà sẽ mua những sản phẩm bất động sản cao cấp như cái sản phẩm mà BIM đang chào bán. Thì nhóm này thường sẽ họ sẽ đầu tư vào trái phiếu hoặc là những cái hình thức mà có lợi nhuận mà cố định tương tự. Thì ví dụ như là mua căn hộ cho thuê xong họ cho thuê thì rõ ràng là cái lợi nhuận của họ sẽ đều và cố định, đúng không? Thế hoặc là mua bất động sản phân khúc rất là cao cấp bởi vì nó có tính an toàn, thì nhóm này là nhóm đầu tư. Được định nghĩa là loại hình bất động sản hợp tác giữa một thương hiệu quản lý và một đơn vị phát triển dự án. Theo báo cáo mới nhất của Savills, bất động sản hàng hiệu tăng trưởng 170% trong 10 năm qua. Và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang là những thị trường nổi bật của phân khúc này. Theo số liệu mới được công bố tháng 7 năm 2021, khoảng 65% người mua bất động sản hàng hiệu là nhà đầu tư dài hạn, 30% là khách thuê, trong khi các nhà đầu cơ chỉ chiếm khoảng 5%. Tại Việt Nam, các điểm đến du lịch nổi bật tại miền Trung và khu vực phía Nam như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc thu hút nhiều dự án bất động sản hàng hiệu phát triển và đi vào hoạt động trong những năm qua. Đi vào vận hành từ năm 2018, Intercontinental Phú Quốc Long Beach Resort and Residences là một trong những dự án điển hình của mô hình bất động sản hàng hiệu trên thị trường. Sau 4 năm đi vào hoạt động, đây vẫn luôn được ghi nhận là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại Phú Quốc. Điều đó được khẳng định qua bộ sưu tập giải thưởng quốc tế uy tín mà dự án nhận được, cũng như thực tế, rất nhiều người nổi tiếng đã chọn đây là điểm dừng chân nghỉ dưỡng và là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, gần đây thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển của các dự án bất động sản cao cấp từ khu vực ven biển miền Trung, Nam Bộ ra phía Bắc. Đặc biệt được giới đầu tư quan tâm gần đây là thị trường Hạ Long, điểm đến du lịch nổi bật nhất phía Bắc trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Hạ Long đón trung bình 3 triệu lượt du khách hàng năm, với doanh thu từ ngành công nghiệp không khói đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Năm 2021, mặc dù vẫn đang chịu tác động của dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu Hạ Long sẽ đón 3 triệu lượt du khách. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá thị trường du lịch Hạ Long vẫn đang chỉ tập trung ở phân khúc tầm trung. Lượng khách sạn lớn, nhưng thiếu vắng những dự án cao cấp có đủ sức hút để nâng cao thời gian lưu trú và mức chi trả của du khách. Chính vì vậy, ngay khi ra mắt thị trường vào đầu năm 2021, dự án Intercontinental Residences Hạ Long Bay đã gây chú ý với định vị là dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp nhất mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Hạ Long. Hôm nay thì tôi xin chúc mừng, đầu tiên là chúc mừng Quảng Ninh có một cái sản phẩm ưu tú. Tôi xin chúc mừng BIM Group đã tạo ra một cái sản phẩm ưu tú tại một cái vùng rất là ưu tú của đất nước, và chúc mừng Intercontinental, một tập đoàn rất ưu tú của thế giới tham gia vào cái dự án này. Những yếu tố ưu tú hội tụ tại dự án Intercontinental Residences Hạ Long Bay mà ông Trần Trọng Kiên nhắc đến là vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín và thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới, chính sách chia sẻ doanh thu hấp dẫn. Ngay khi giới thiệu các sản phẩm biệt thự với hai sự kiện tổ chức cuối năm 2020 và quý 1 năm 2021, 90% các căn biệt thự Row Villa và Garden Villa đã được đăng ký giao dịch thành công. Đặc biệt, trong tháng 7 năm 2021, chủ đầu tư sẽ giới thiệu 60 căn hộ nghỉ dưỡng trên cao Sky Residences. Bộ sưu tập Sky Residences bao gồm 18 căn hộ một phòng ngủ Sky Oasis và 30 căn hộ 2 phòng ngủ Sky Premier. Đặc biệt, nổi bật với phiên bản giới hạn là 12 biệt thự trên không Sky Pool Villa, tọa lạc từ tầng 7 đến tầng 10. Mỗi căn Sky Pool Villa có diện tích từ 258 đến 271 m², với 3 phòng ngủ và bể bơi trên không có diện tích từ 23 đến 29 m². We're very excited to be working with IHG, and they're a proven operator in the luxury sector of the market, and globally, regionally, and here in Vietnam. They understand the residential market, and they've supported us very, very well in Phu Quoc at the Intercontinental Phu Quoc Long Beach Resort and Residence. And a really good example of that is we have the facility of the Sky Tower Residences, and they helped us design those along with our villa product.
And a part of that is to look closely at the guest experience and to ensure that these residences and the villas support the guest experience, which they do very well. But importantly, they've enabled us to look at a strong return on investment. And an area of that that's very impressive by us on the residents is the performance. And our Sky Tower residents actually perform $125 more than the resort room rate on an average. And in the high demand period, our villas, which we sort of classify as resort havens, in high demand periods, these villas achieve an average daily rate of $2,000 more than resort villas. Phát triển bởi chủ đầu tư uy tín với thương hiệu vận hành hàng đầu thế giới, dự án Intercontinental Hạ Long Bay còn đưa ra chính sách chia sẻ doanh thu hấp dẫn với chủ nhân 60 căn hộ cao cấp. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán tối thiểu 70% là được nhận bàn giao căn hộ, và khi dự án đi vào hoạt động, chủ nhân căn hộ nhận được 40% doanh thu chia sẻ tính trên doanh thu cho thuê phòng trong thời gian cam kết là 3 năm kể từ thời điểm đủ điều kiện. Chủ đầu tư cam kết lợi nhuận tối thiểu mà chủ nhân các căn hộ nhận được là 8% giá trị căn hộ một năm, với kỳ thanh toán tối thiểu là 6 tháng một lần. Đặc biệt, với trường hợp khách hàng nhận trước lợi nhuận cam kết, chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách khấu trừ tổng giá trị lợi nhuận cam kết là 20% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế VAT vào các đợt thanh toán tương ứng. Đây là những chính sách chia sẻ doanh thu cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt với một dự án bất động sản cao cấp hiếm hoi tại thị trường Hạ Long. Trở thành chủ nhân các biệt thự và căn hộ của dự án là thụ hưởng gói đặc quyền đáng mong đợi với 20 đêm nghỉ một năm, bao gồm bữa sáng theo quy định. Trong 3 năm đầu, quý khách được tặng thêm 10 đêm một năm. Đặc biệt, được trao đổi các đêm nghỉ tại những dự án do Bimlan phát triển như Regent Phú Quốc, Park Hyatt Phú Quốc, Intercontinental Phú Quốc, Soling Club Phú Quốc, Fraser Suites Hà Nội. Ngoài ra, quý khách còn được ưu đãi lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng. Ngoài các chính sách đầu tư ở trên, dự án còn đưa ra chương trình hỗ trợ tài chính không kém phần hấp dẫn đối với quý khách hàng nhận trước cũng như không nhận trước lợi nhuận cam kết. Cụ thể, khách hàng được vay tối thiểu 6 năm và tối đa 15 năm trong giai đoạn hợp đồng mua bán thỏa thuận dịch vụ, với mức cho vay tối đa 65% giá trị căn hộ nghỉ dưỡng. Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên đối với khách hàng nhận trước lợi nhuận cam kết, và tối đa 30 tháng đối với khách hàng không nhận trước lợi nhuận cam kết. Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng theo quy định ngân hàng đối với khách hàng nhận trước lợi nhuận cam kết, và tối đa 30 tháng theo quy định ngân hàng với khách hàng không nhận trước lợi nhuận cam kết. So we as the owner of the resort, we want to build a resort that's got a really distinctive product and understands the guest journey, but it also defines a return on investment for the people that invest in us and trust in us.